đẹp ba con nghe rồi. Mẹ à, mẹ đây hộ con mẹ ơi, nhà con đủ é rồi, một mình con cũng làm được rồi. Mẹ lên luôn nhé. Alo, bà đến đâu rồi? Sắp đến rồi à? Con đang dọn nhá. Mẹ lên đi nhé. Đây bạn đổ đi. Thèm về tìm con đâu. Bác Trung nè. Mẹ đi đâu rồi? Mẹ đâu? Mẹ đi rồi. Mẹ đâu? Nhà sao bị con ơi.
qua mưa to rồi, con đau chân nữa, cô ra sợ chết nữa con. Sáng nay dậy phải đổ hết vỡ hết nha, đổ hết. Chân này đau. Ngồi tìm mẹ ơi, ngủ ngã. Mama, đây bà lấy dậy cho đây này. Thế đợi lắm rồi con ơi, uống sữa đi. Bà bóc cho tay con nữa. Đây 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 này, bà lấy cho. Khổ thế, mẹ đi đâu đến hôm nay vẫn chưa tìm, vẫn chưa thấy mẹ. Đã biết cho đi làm công ty rồi sao ấy. Thế thì phải theo bác thôi. Theo bác rồi theo bà thôi. Ăn nhà nó ăn bánh rồi nhá. Bây giờ bác, đúng rồi, bác dạy phải ngoan nhỉ. Bác dạy nhỉ. Ăn thôi để cho bác làm nhá. Bác là con nhá. Rồi. Sáng đến giờ chưa ăn gì ấy. Khổ thế, làm được cái này cái kia hậu. Khi nào mới chồng có được một người chồng để mà lo lắng cho con á. Bây giờ sao? Giờ cứ làm hết để chồng. Thank you.
trận mưa kinh hoàng. Bo không ngủ à? Hả? Bo đây không ngủ à? À. Bo bên trong này nhá mẹ. Vào vào trong ấy mẹ. Vào trong này này. Đây rồi. Đây chú sẽ lên đồ hàn đấy. Cái thật tư lộ này. Rồi, đi đi. Lấy vai vác đi. Cái xong. Đi má. Cuốn vào tay ấy. Ý. Ý. Ôi nhiều muối quá. Yeah.
Ừ.
chim không à? Mùi kia không biết bay đi đâu. Nhìn nước chấm của mẹ, mẹ con ăn tay. Như đây đây nè, dạ nhé. À, con mẹ. Cái này xào. Xào này. Này bà ăn mưa không? Nhớ là ngon đấy. Ngon lắm bà. Ăn nè. Toàn thịt nhá. Ăn đi. Ngủ ra. Đưa lên ngủ à. Chút chút chút. Nhà chung con một buổi của con nhé. Ok, con cứ đi lấy quả. Bà nữa.
giờ lại đau. Bán quả ấy em. Lấy thế thôi nhỉ.
còn 30 cân. Bác sĩ nhá, bác sẽ cẩn thận nhá. Bác vào đây. Bao tiền cân ấy? 10.000. Lấy hết đi. Đấy ạ. Cân hai em lấy 20.000. Và cuối cùng thì tôi muốn nhắc lại, đấy là tôi hiểu, cho nên tổng chỉ có một câu.